ngày 9 tháng 3 năm 2016 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Trường Đại học Ngoại thương. Nội dung hợp tác là triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu về khoa học quản trị, quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất, nhân sự. Đây là cụ thể hóa chiến lược Rạng Đông giai đoạn 2015-2020. Trong đó, Rạng Đông hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên phát triển khoa học công nghệ, khoa học quản trị trên nền tảng đội ngũ chuyên nghiệp, có trình độ. Sự hợp tác này dựa trên những thành công trước đó giữa Rạng Đông và các thầy của Trường Đại học Ngoại thương. Năm 2016 đã thành lập tổ tư vấn về quản trị, giúp Rạng Đông vận dụng các công cụ quản trị hiện đại vào trong sản xuất, hoạch định chiến lược và nâng cao trình độ đội ngũ. Năm 2016, Rạng Đông cũng đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Điện lực, ký kết hợp tác với Viện Hải Dương Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong nghiên cứu phát triển lĩnh vực chiếu sáng mới, phục vụ nuôi trồng, khai thác thủy sản. Những hợp tác này giúp Rạng Đông hiện thực hóa chiến lược phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ và chuyển giao công nghệ. Năm 2016 chứng kiến sự bùng nổ của đèn LED. Với sự chuẩn bị kỹ càng về khoa học công nghệ, Rạng Đông bắt đầu tiến trình mở rộng sản xuất, đầu tư hàng loạt các dây chuyền sản xuất LED SMD hiện đại của Mỹ. Đầu tư thiết bị đo đạc, thử nghiệm có độ chính xác cao của các nước G7. Đầu tư công nghệ phần mềm trong thiết kế giúp có thể kiểm soát tốt chất lượng. Năng lực sản xuất LED của Rạng Đông đạt trên 15 triệu sản phẩm một năm. Đến nay, Rạng Đông đã sản xuất 30 dòng sản phẩm LED với hơn 300 chủng loại, mẫu mã khác nhau, ứng dụng vào trong các lĩnh vực chiếu sáng indoor, outdoor, chiếu sáng chuyên dụng. Được thành lập từ năm 2014, nhưng xưởng điện tử, LED và thiết bị chiếu sáng đã có bước trưởng thành vượt bậc, là đơn vị tiên phong trong đổi mới khoa học công nghệ. Năm 2016, xưởng đã có 253 sáng kiến cải tiến, trong đó có 187 sáng kiến cải tiến đã được đưa vào áp dụng. Với sự đầu tư bài bản, tỷ lệ nội địa hóa cao, đèn LED Rạng Đông đạt độ tin cậy cao về chất lượng. Năm 2016, Rạng Đông kỷ niệm tròn 55 năm thành lập và kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty. Nhân dịp này, lãnh đạo công ty tổ chức thi đua sản xuất, tổng kết, tìm cho được năng lực cốt lõi Rạng Đông, phát hiện các lợi thế so sánh tương đối, tạo sự cộng hưởng các giá trị xuyên suốt nhằm biến lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh. Rạng Đông đã có thành tích vượt bậc, 26 năm liền tăng trưởng liên tục, bền vững. Nhưng những thành tích đó chỉ phù hợp trong điều kiện cũ, môi trường cũ. Thế giới đã thay đổi, môi trường kinh doanh đã thay đổi. Thực tế lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam cho thấy, cuộc chiến đấu của cha ông ta luôn có tương quan vật chất như vậy. Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng với nội lực, ý chí con người Việt Nam, cách đánh Việt Nam, dân tộc ta đã từng chiến thắng. Với niềm tin đó, với bản sắc văn hóa Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ, năm 2016 được chọn là năm đầu tiên thực hiện mô hình chiến lược phát triển bền vững. Trong đó tập trung vào nâng cao giá trị gia tăng, năng suất yếu tố tổng hợp, thực hiện đồng bộ 6 khía cạnh BSC trên nền tảng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 9001-2015. Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông được thành lập từ năm 2011. Sau 5 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã có bước trưởng thành vượt bậc về làm chủ khoa học công nghệ. Trung tâm được coi là mô hình điển hình cần nhân rộng. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, tạp chí Tia Sáng Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức tọa đàm đưa trí thức thành động lực phát triển bền vững, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Hội nghị đã thu hút được hơn 400 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và doanh nghiệp trên cả nước. Đây cũng là dịp Rạng Đông hoạch định chiến lược, lộ trình phát triển công nghệ của trung tâm nhằm đưa Rạng Đông phát triển bền vững. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty cũng đã tri ân các nhà khoa học, những người đã có công đóng góp vào sự phát triển của Rạng Đông thời gian qua. Với vai trò là bộ não công nghệ của công ty, năm 2016, trung tâm đã có 64 sáng kiến cải tiến được áp dụng, bao gồm xây dựng phần mềm tính toán độ tin cậy MTBF cho sản phẩm hoàn chỉnh, thiết kế đèn thả chìm thu hút cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con ngư dân, sáng kiến thiết kế hệ thống và giải pháp điều khiển tập trung, giám sát từ xa cho đèn đường. Thi đua là phải tiến dần, tiến mãi. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,
năm 2016, Rạng Đông đã chuyển từ cao trào thi đua hội thao diễn kỹ thuật, bình chọn lao động giỏi sang thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên, hàng ngày của tất cả mọi người. Cốt lõi vấn đề là tổ chức chuyên nghiệp thì phải triển khai đồng bộ, quyết liệt hàng ngày, chứ không phải chỉ một vài đợt thi đua. Như vậy mới có thể phát huy hết được sức mạnh tổng hợp, sức cạnh tranh doanh nghiệp. Mục đích khai thác hết tiềm năng đội ngũ trên nền tảng văn hóa Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ với bộ gen 6T: tận tâm, tận lực, tự giác, tự tin, tự trọng, trung thực. Tháng 4 năm 2016, xưởng thủy tinh đã khánh thành và đưa vào hoạt động công trình lò thủy tinh không chì cực kỳ hiện đại. Lò được thiết kế với công suất 16 tấn một ngày, sử dụng đốt điện hoàn toàn. Do vậy, hiệu suất sử dụng năng lượng đạt tới 90-95% so với loại lò sử dụng nhiên liệu hóa thạch là 20-25%. Hiệu suất nấu riêng phần đạt 2,5 tấn trên 1 mét vuông một ngày, so với lò thủy tinh sử dụng dầu FO chỉ 1,6 tấn trên 1 mét vuông một ngày. Lò được điều khiển hoàn toàn tự động. Đặc biệt, lò thủy tinh không chì được thiết kế không có ống khói, không có khí thải ra môi trường, không bay bụi nguyên liệu do quá trình nấu. Năm 2016, xưởng phích nước đã đạt được những thành tích ấn tượng, tăng trưởng 10% so với năm 2015. Phích nước luôn là niềm tự hào đã làm nên thương hiệu Rạng Đông từ nhiều năm nay. Đó là cả một quá trình đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, trình độ đội ngũ. Đến nay, xưởng phích nước đã có một hệ thống dây chuyền tương đối hiện đại, từ nấu thủy tinh bình phích cho đến sản xuất ruột phích, lắp ráp phích các loại. Năm 2016, xưởng tiếp tục đầu tư dây chuyền gia công vỏ phích xuất khẩu năng lực, sản xuất 130.000 sản phẩm một tháng, cải tiến công nghệ tay gắp robot tự động cho máy ép nhựa và cho ra đời 4 loại phích mới cao cấp. Xưởng Huỳnh Quang Compact có tổng cộng 256 sáng kiến, đưa vào áp dụng 104 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho công ty trên 10 tỷ đồng. Với quan điểm đảm bảo uy tín chất lượng, mặc dù đèn Compact không còn là sản phẩm hot, mặc dù xưởng đã có hệ thống dây chuyền thiết bị tương đối hoàn chỉnh, xưởng vẫn tiếp tục đầu tư 4 máy rút khí cho đèn Compact công suất cao và đèn Compact T4. Đầu tư máy tự động hóa, thay thế thao tác thủ công ống Compact, cải tiến hệ thống bơm chân không phân tử không dầu cho máy rút khí đèn Huỳnh Quang. Năm 2016, xưởng Huỳnh Quang Compact vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu toàn công ty. Khoa học quản trị là cánh không thể thiếu được của tổ chức chuyên nghiệp. Nhờ áp dụng các công cụ quản trị, năng suất lao động, kiểm soát chất lượng, năng suất yếu tố tổng hợp nâng lên rõ rệt. Rạng Đông quyết định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản mới nhất 2015. Năm 2016, Rạng Đông cũng áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến 5S, TPM, Lean Six Sigma, DMAIC, Kaizen, phân tích kế toán quản trị và trong hoạt động sản xuất của các xưởng. Bộ mặt sản xuất của các xưởng được cải thiện rõ rệt, hệ thống sản xuất được khai thác tối ưu hơn, góp phần trực tiếp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, với các công cụ quản trị này, việc cải tiến, kiểm soát chất lượng, bảo dưỡng thiết bị không còn chỉ là nhiệm vụ của đội ngũ kỹ thuật nữa mà là nhiệm vụ của chính người công nhân tại vị trí sản xuất. Tư tưởng áp dụng công cụ quản trị tiên tiến là liên tục đổi mới và được triển khai đồng bộ từ trên xuống, từ dưới lên với mục tiêu cao nhất là thỏa mãn khách hàng. Năm 2016, chỉ tính riêng xưởng LED đã có hơn 253 cải tiến Kaizen từ công nhân. Xưởng Compact có 256 cải tiến, xưởng phích nước đã có 120 cải tiến,
xưởng thủy tinh có 110 cải tiến. Ngay từ những ngày cuối năm 2016, lãnh đạo công ty đã tổ chức tọa đàm, bàn về chiến lược, hoạch định nhiệm vụ mục tiêu năm 2017 xuống từng ban, ngành, tổ. Năm 2017, với bối cảnh kinh tế, chính trị diễn ra phức tạp, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để ứng phó được biến đổi. Từng bộ phận hoạch định mục tiêu, báo cáo kế hoạch hành động của mình. Thành tích 26 năm liền tăng trưởng liên tục chỉ phù hợp trong điều kiện cũ, không còn đúng với môi trường mới. Do vậy, mỗi cán bộ, nhân viên phải có nhận thức sâu sắc, phải thay đổi. Định hướng của công ty trong giai đoạn tới là phải chuyển từ công ty tập trung vào sản xuất sang công ty hướng vào thỏa mãn khách hàng. Chuyển từ công ty công nghệ sang công ty công nghệ cao, ứng phó với cuộc cách mạng thứ tư. Chuyển thành mô hình công ty chuyên nghiệp. Năm 2016, bằng những hành động thiết thực, Rạng Đông cùng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thiên tai hạn hán, thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới. Hàng ngàn món quà, mì tôm, bóng đèn, đèn bàn bảo vệ thị lực, đèn pin, phích nước cùng tiền mặt đã được trao tặng tới người dân gặp khó và các trẻ em nghèo. Tổng giá trị tài trợ hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nối thành tích 27 năm liền tăng trưởng liên tục, ổn định với tốc độ cao, có chất lượng và hiệu quả, khẳng định sự phát triển bền vững. Năm 2016, doanh thu Rạng Đông đạt 2.939 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2015. Lợi nhuận đạt 188 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước đạt 281,4 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng một người một tháng, tăng 14,2%. Năm 2016, Rạng Đông vinh dự lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. 20 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn, doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín khác.